Nếu đã nhận được sự quan tâm này thì mình nhất định không được phụ lòng của mấy bạn đâu. Giới thiệu ngay cho mấy bạn áo thun cổ tròn tối giản M12, vòng áo tay dài có thể che được khuyết điểm tay nếu có, tăng thêm phần kính đáo lịch sự khi mấy bạn có hoạt động quan trọng, nhưng mà vẫn muốn được năng động nha. Chất liệu là cô tông cân bát 4 chiều với tính năng vượt trội như là thấm hút, thoát ẩm, co giãn tối ưu, kiểm soát mùi, điều hòa thân nhiệt, mềm mại và ít nhăn. Phần cuối của áo được nhấn nhá thêm họa tiết may đắp logo TBR siêu tinh tế. Với bạn này thì có thể mặc cùng quần jean hoặc là serving cùng với quần tay, được tái lên sự đơn giản riêng biệt nè.